tre lắc leo, tháng ngày đuổi đời côi theo, níu chân nhau mà em mãi đâu còn tìm đâu cảnh xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, quán cơm gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà, lòng giờ cuồng mơ. Người đã bước sang sông như mùa lúa đổ đông đông, làm sao anh quên những ngày khi mới quen ta. Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Điện Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phương, rạch nếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Quận gió đưa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa đét răng người yêu dấu thắp mười trà. Cả nhà thân mến, mấy ngày hôm nay FC miền Bắc cũng xảy ra nhiều chuyện, có lẽ làm cho mọi người không được vui. Thông qua đoạn livestream mới đây nhất, tối 15 tháng 10 của chị Lê Thu, Quỳnh Thi nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi. Và hãy nhận nhau một chút để màu xanh của FC thêm tươi đẹp và giàu sức sống hơn. Vì chúng ta là đại gia đình FC xanh nõn, chuối là một ngôi nhà chung, ôn hòa văn minh luôn hiểu chuyện. Tất cả vì yêu Cường. Thôi thì mỗi cá nhân chúng ta tự ngồi lại với nhau mà gỡ rối, để hiểu nhau nhiều hơn và xóa bỏ những gút mắt không đáng, để chuẩn bị tiếp tục đu sâu cùng con trong tháng 12 sắp đến. Chắc hẳn cả nhà con nhớ, chuyến xe tiến về hòa bình hôm ấy của nhóm nối vòng tay lớn, tràn ngập tiếng cười, tiếng hát, chia nhau củ sắn củ khoai. Đêm nằm chung giường nghe lại và hát nghêu ngao mấy ca khúc con vừa biểu diễn. Ở đây chẳng có một trưởng nhóm hay một chị đại nào hết, mà chỉ có những người mẹ cùng yêu thương con, chia nhau người lo việc này, người lo việc nọ và hết sức tôn trọng nhau, vì tất cả yêu con mà đến. Vì yêu mà vượt cả chặng đường dài, vì yêu mà trước khi vào sân khấu, có người uống vội hai viên thuốc giảm đau đầu, để đầu không thể đau hơn. Vì yêu mà ngồi dầm mưa 4 tiếng đồng hồ ngoài trời, quần áo váy ướt sũng, 10 đầu ngón tay vì lạnh mà sun hết lại nhưng vẫn kiên trì chờ đến lượt con hát, vì con luôn là ca sĩ hát cuối cùng. Vì yêu mà thường xuyên được nghe câu hâm, hấp, điên, nghe thấy con hát ở đâu lao đi nhanh lắm, kể cả ở miền Nam, họ bảo mình hâm, hấp, điên, ừ thì có sao đâu. Chỉ cần thấy con xuất hiện trên sân khấu, cất giọng hát lên là xua tan đi hết tất cả mệt mỏi, muộn phiền, vui và hạnh phúc hơn. Khi gần con mình nhắn nhủ điều gì con cũng luôn nhìn mình và lắng nghe mình nói, khi ôm con là con vòng tay ôm lại. Lần này thì do trời mưa váy đã ướt sũng nên mình cũng chỉ ôm nhẹ con thôi vì sợ ướt sang con. Chỉ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi con nhỉ, vì còn rất nhiều các cô, các bác, các bà cũng lặn lội từ xa đến cổ vũ cho con. Nhưng vì quá đông
nên không phải ai cũng gần được con, chỉ được ngắm con từ xa mà các cô, các bác, các bà vẫn rất vui đấy thôi. Tất cả cũng chỉ vì yêu thương Cường, nên cùng nhau cố gắng mang lại điều tốt đẹp nhất đến cho Cường nhé cả nhà. Bản thân Quỳnh Thi vẫn luôn biết ơn và cảm phục tấm lòng của bạn Khôi Nguyễn và chị Kim Thiện. Hai người họ đã luôn đồng hành cùng Cường suốt một chặng đường thật dài. Chị Kim Thiện thì có con nhỏ, nhưng vẫn bế ngửa mà đu sau Cường đến tận khuya. Vậy chúng ta cũng đủ biết tình yêu mà họ dành cho Cường lớn đến thế nào. Họ sẽ phải biết làm điều gì đó tốt nhất cho Cường. Chúng ta không phủ nhận, FC Miền Bắc, thời gian vừa qua hoạt động rất tốt, cũng nhờ công sức của bạn Khôi Nguyễn và chị Kim Thiện. Vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Quỳnh Thi cũng mong tất cả mọi người trong gia đình FC Xanh Nón Chuối luôn vững tâm và giữ vững tay chèo để cùng nhau lèo lái con thuyền FC Hồ Văn Cường luôn vững mạnh và phát triển hơn nhé. Mọi người hãy luôn tin tưởng vào nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau giống như bạn Khôi Nguyễn và chị Kim Thiện để Cường luôn được vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà con đang có. Như chúng ta vẫn thường nói, vì con thật xứng đáng.